Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 8 mùa thường niên hôm nay. Xin Chúa mở lòng trí chúng ta đón nhận lời Chúa để chúng ta có thể học được những lời giáo huấn giúp cho đời sống hàng ngày của chúng ta trong tương quan với nhau được tốt đẹp hơn. Ý lễ chiều nay dâng để tạ ơn cầu bình an, thánh hóa công ăn việc làm xin ơn chữa lành. Cầu cho Đức Cố Tổng Phaolô, các linh hồn Phêrô, Maria, Vicente, Gioan, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các linh hồn. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chôn thánh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Chúa là Thiên Chúa, là Vua, là
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiến Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu nguyện. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ và hội thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca. Sàng rồi chớ ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen khi người chưa lên tiếng, muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, thuyền hảo thay muôn lời ngợi khen Chúa, đẹp đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Thật là phúc cho công việc làm, ngợi ca danh Chúa Đấng toàn năng. Đấng toàn năng bao la cao cả, rất uy linh, để được ngày đêm mừng kinh. Trong tình thương Chúa tràn đầy, và lòng người luôn sướng vui. Người hiền đức như cây trà là, nở hoa tươi tốt vươn mình lên. Vươn mình lên như cây hướng ba, đất ly bằng. Họ được trồng nơi nhà Chúa, trong hành lang của nhà Ngài, đời họ nở hoa thắm tươi.
đầy nhựa sông nên trong tuổi già còn luôn sinh trái, luôn nở hoa xanh tươi trong Chúa đấng yêu thương, để ngày ngày loan truyền Chúa đấng hằng công minh vẹn toàn. Ngài thật là Thiên Chúa tôi. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi cái thân phận phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng lòng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay là những cái thí dụ cụ thể, cũng quen gọi là những cái dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng những cái dụ ngôn này, những cái thí dụ cụ thể này để giáo huấn các môn đệ của Ngài, nhằm hướng dẫn cái cuộc sống của các ông trong cái tương quan, trong cái cách sống, trong cái qua cái thái độ sống với người khác. Có thể nói đây là những cái bài học rất là vắn gọn, và nó cũng dựa trên những cái trải nghiệm rất là cụ thể trong cuộc sống, ai cũng thấy được, cũng hiểu được. Thì những bài học này chúng ta có thể suy diễn ra để giúp nắm lấy cái ý của cái bài học đó mà áp dụng. Cái bài học thứ nhất là cần phải sáng suốt, cần phải có cái sự khôn ngoan. Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta cũng có thể thấy được cái đó là một cái kinh nghiệm cụ thể. Mù làm sao mà lại dẫn người mù được? Cho nên phải sáng suốt, phải khôn ngoan, phải nhận thấy sự việc, để có thể dẫn dắt người khác trên đường đời, trong cuộc sống, thì người dẫn dắt phải có đôi mắt sáng, nhìn rõ được vạn vật, thấy được những cái hố sâu, thấy được những cái cạm bẫy, những cái nguy hiểm, những cái cản trở trên cái con đường đi trong cái cuộc sống. Trong lĩnh vực này hay là lĩnh vực khác, trong phạm vi đời sống của mỗi một người, chúng ta có thể nói là ai nấy, mỗi người chúng ta, từng người một đều có cái trách nhiệm trong cái tương quan với người khác, là để hướng dẫn người khác. Cha mẹ hướng dẫn con cái trong gia đình, người đứng đầu một nhóm, một tổ chức, một đoàn thể cũng hướng dẫn những thành viên của mình. Một lớp học thì các thầy cô cũng phải là người hướng dẫn người khác. Hay là một cơ quan đi nữa, có một tổ chức đi nữa, cũng phải có cái người hướng dẫn, phải có người lãnh đạo. Những người mỗi, nếu mà chúng ta ý thức được mình mỗi người có cái trách nhiệm như đấy đó, thì chúng ta phải tự hỏi xem tôi phải đi thi hành cái trách nhiệm của tôi như thế nào. Phải đặt vấn đề là tôi có trách nhiệm với những cái thành viên đó không, với người đó không, với con cái của tôi không, tôi có khả năng không. Nói cụ thể hơn nữa, tôi có sáng suốt không? Có nhìn thấy rõ ràng không? Phải ý thức được cái điều đó thì mới có thể quả là chúng ta tránh được. Còn nếu không ý thức được những cái điều đó thì chúng ta đã là những người đuôi, được những người mù. Nên cần phải ra khỏi cái tình trạng này. Cần phải ra khỏi cái tình trạng mù mờ, nó cản trở cho cái tương quan của chúng ta với nhau. Cái bài học thứ hai đó là phải tự biết mình. Có người thì nói là biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng. Có triết gia thì nói phải tự biết mình. Và lời của Chúa khi dùng một cái hình ảnh cụ thể là mắt mình đang có cái đà đó, nó to đó. Phải biết cái điều đó thì mới có thể gỡ được cái đó đi, thì mới có thể lấy được cái rác trong mắt người khác. Phải nhìn thấy cái đà trong mắt mình, thấy rõ được các cái vật cản, các cái sai, cái yếu, cái kém của mình,
phải gỡ bỏ những cái đó trước đi, lấy cái đà đó trước đi, thì rồi mới có thể thấy được cái rác trong mắt người anh em. Nghĩa là lúc đó mới thấy cái lỗi lầm nhiều khi nó rất là nhỏ bé tầm thường của người khác. Nhiều khi chúng ta cứ bới bèo ra bỏ, chính mình đang vướng mắc phải những cái tiêu cực, những cái xấu, thế mà mình lại cứ muốn sửa chữa cho người khác. Nó có những cái cản trở. Cái sự tương phản giữa cái đà với lại cái rác nó là như thế. Gạt bỏ được cái đà trong mắt mình là một yêu cầu, một đòi hỏi tiên quyết. Nói cách khác là mình phải biết tự hoán cải, tự thay đổi, tự gạt bỏ những cái xấu ở nơi mình trước đã, thì mới mong lấy được cái rác trong mắt của anh em mình, mới mong có thể hướng dẫn người ta xa những cái lầm lỗi có khi là rất nhỏ mọn của người ta. Cái bài học thứ ba trong tin mừng hôm nay đó là phải tự rèn luyện, là phải học, học hỏi và trang bị, tích lũy những cái điều tốt, trang bị cái lòng đạo đức, các đức tính tốt, để mình có thể phát huy, mình có thể vun sới và trở nên cái người tốt, đem lại cái kết quả tốt. Giống như là cái cây tốt thì mới sinh quả tốt, còn cây xấu, hay là trong sách nói là cây sâu bị sâu bọ, thì không thể sinh ra những cái quả tốt được. Đó là cái lẽ đương nhiên. Thì thưa cộng đoàn, lý giải những lời của Chúa hôm nay gợi ra như là ba cái bài học, ba cái bài giáo huấn rất là cụ thể của Chúa. Chúng ta hãy đón nhận những cái lời giáo huấn đó, đem áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Những bài học đó thiết nghĩ có thể giúp chúng ta hiểu ra lời Chúa dạy chúng ta như thế nào. Nhất là để nhờ ơn Chúa chúng ta có thể đem áp dụng, thực hành trong cuộc sống của ta. Như thế, cái tương quan của ta với Chúa, nhất là cái tương quan của chúng ta với nhau hàng ngày, có thể nó sẽ nên tốt hơn. Xin Chúa cho lời Chúa có thể tác động vào cuộc sống tâm linh của mỗi người chúng ta, để nhờ lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ là những người tốt, làm được những việc tốt, những việc lành trước mặt Chúa, và những điều tốt, điều lành cho những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, quan phong Si-ô Pi-la-tô, chiều đó tin vào thánh giá, chết và an xa, xuống hùng nô đồng, ngày thứ ba ở trong kẻ chết và sống lại, lên trời từ bên Đức Chúa Cha thăm vô cùng. Ngày sau tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày
đời sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi hết thảy mọi Kitô hữu hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời. Với ước muốn nên trọn lành, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Nhầm lời chúng con ngày nay tội ác diệt chủng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa hoán cải con tim của người thời nay để họ biết tránh xa tội ác và nỗ lực làm nhiều việc thiện. Nhờ đó nhân loại tránh được biết bao thảm họa tàn khốc. Xin Chúa nhận lời. Trong cuộc sống thường ngày, có những người lúc nào cũng biết ngồi ghế thẩm phán, xét xử và kết án anh em mình cách vô trách nhiệm. Chúng ta liệt lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn ý thức thân phận tội lỗi yếu đuối của mình để đừng bao giờ kết án bất cứ ai. Xin Chúa nhầm lời. Xét mình là một việc làm hết sức cần thiết trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta niệm lời cầu xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết trung thành xét mình mỗi ngày để sửa chữa những thiếu sót lỗi lầm nơi chính bản thân mình. Xin Chúa nhầm lời Chúa Giêsu, Chúa đã nói chính anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn giữ vững phẩm chất của người Kitô hữu chân chính. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con. Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tôi sống bằng anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa. Thế mà Chúa lại thương, coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con. Xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: các đạo binh trời đất ngày bình hoan, hoan hô Chúa, hoan hô Chúa, các tăng trời chỗ tùng đứng lên. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giám Quản Giuse, Đức Giám Mục Louis giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Đức Cố Tổng Phaolô, các linh hồn Phêrô Maria,
Vicente Joan và linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ mà chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điểm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Nam, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha xa trước cam dỗ nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
xin mau thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi tiệc thánh này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời cha cố và cộng đoàn ngồi một chút. Sau thánh lễ, kính mời quý ông bà anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 9 của giáo xứ. Trong bản tin có lá thư mục vụ mùa chay và mục phục sinh năm 2019 của Đức Giám quản Giuse và Đức cha Louis gửi đến cho từng anh chị em, gia đình anh chị em. Cho nên xin nhận bản tin này về để chúng ta cùng lắng nghe những tâm tình chia sẻ và hướng dẫn của các đức cha giáo phận chúng ta. Hôm nay là ngày Chúa Nhật đầu tháng, chúng ta có đóng góp cho Quỹ Xây dựng và Phát triển Giáo xứ, xin cảm ơn cộng đoàn. Và ngày thứ tư này, 6 tháng 3, là chúng ta bước vào mùa chay thánh, khởi sự là lễ tro. Tại giáo xứ chúng ta có hai thánh lễ, buổi sáng lúc 5 giờ và buổi chiều lúc 6 giờ.
trễ hơn bình thường 15 phút. Sau bài giảng có nghi thức làm phép cho và sức cho, và vì lễ trễ cho nên sau thánh lễ chiều không có giờ chầu thánh thể. Chúng ta vẫn đọc kinh tối lúc 8 giờ. Và ngày thứ tư này chúng ta sẽ giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay từ 18 cho đến 60, tuổi kiêng thịt từ 14 tuổi trọn trở lên. Và cái việc này chúng ta rất dễ quên. Có nhiều anh chị em đi xưng tội, thưa cha con quên, rồi coi như là amen, con quên. Kêu một tô phở, một dĩa cơm sườn là coi như là amen luôn. Cho nên chúng ta cố gắng, ta để ở điện thoại cái chế độ báo á, báo trước, hôm trước. Reng mình nhìn, ngày mai ăn chay kiêng thịt. Ta cũng cố gắng giữ, đó là cái tinh thần hy sinh. Ngày thứ năm này là thứ năm đầu tháng. Buổi sáng lúc 7 giờ có thánh lễ giỗ một năm cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận số 6 Biết Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất. Xin mời quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta có thời giờ đến để tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô chúng ta ngày thứ năm tới. Và buổi chiều hội các bà mẹ công giáo chầu thánh thể có những sinh hoạt như thường lệ. Ngày Chủ nhật tới 10 tháng 3 là Chủ nhật thứ nhất của mùa chay, cũng là đến phiên chầu lượt thay mặt cho giáo phận của giáo xứ chúng ta. Một năm có 52 tuần lễ thì chia đều ra cho các giáo xứ trong giáo phận, cho nên tuần nào cũng có giáo xứ chầu thánh thể để cầu nguyện chung cho giáo phận, cho nhau. Cho nên những tuần lễ khác là chúng ta được người khác cầu nguyện cho mình rồi, cho nên đến phiên chúng ta mình cũng phải làm tốt cái công việc này ha. Cho nên đó là phiên chầu lượt. Thì từ 8:30 cho đến 9:00 đặt mình Thánh Chúa các lớp giáo lý thiếu nhi, 9:00 đến 10:00 giáo khu 3, 10:00 đến 11:00 giáo khu 4, 11:00 đến 12:00 giáo khu 1, 12:00 đến 13:00 giáo khu 2, 13:00 đến 14:00 hội Legio và sứ đoàn và tạ thánh tâm, 14:00 đến 14:30 hội các bà mẹ công giáo, 14:30 đến 15:30 huynh đoàn giáo dân Đa Minh, và 15:30 đến 16:00 các ca đoàn cũng như giờ chầu chung. Cho nên xin quý ông bạn chị em, các gia đình chúng ta cố gắng sắp xếp. Nếu như chúng ta bận giờ này thì chúng ta có thể đi giờ khác, và nếu chúng ta có thời giờ chúng ta đi các giờ, đi nhiều giờ, càng nhiều càng tốt. Ta cầu nguyện trong tinh thần đạo đức, Chúa chúc lành cho chúng ta. Và chương trình bác ái mùa chay thì tuần sau, thứ ba tuần sau là chúng ta đã đi rồi, 12 tháng 3 đến với anh chị em dân tộc Stiên, tỉnh Bình Phước, giáo phận Phú Cường. Ta bước vào mùa chay thánh, ta sống tinh thần chia sẻ. Vì nói đến các anh chị em dân tộc là những anh chị em rất là nghèo, nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần. Chúng ta đến chia sẻ cũng một phần nào đó nhỏ bé thôi cho cuộc sống của anh chị em dân tộc. Cho nên xin anh chị em chúng ta nhiệt tình, bởi vì thời gian cũng không còn nhiều. Ta chia sẻ bằng tiền, nhu yếu phẩm và quần áo mới, nơi cha xứ, nơi hai anh chị có tên trong thông báo này, cũng như nơi trưởng các giáo khu, cũng như hai bên nhà thờ có hai thùng tiền để đón nhận sự đóng góp của quý ông bà, anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.